Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi 714-530-2006. Simon Nguyễn giúp giảm nợ tín dụng tới 75%, trả thẳng chủ nợ không qua trung gian văn phòng dịch vụ. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Và thứ sáu đến rồi, bên cạnh chúng tôi là Terry Thanh Hưng từ Busa Tickets gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến đời sống của chúng ta. Gửi lời chào Terry. Happy Friday anh Thủy, Happy Friday quý vị. Và hôm nay thì Thanh Hưng kiếm được một cái bản tin rất là hấp dẫn, rất là lạ. Là mình ăn trái cây. Lạ thật đó. Ăn trái cây phải không anh Thủy? Ai cũng mê ăn trái cây hết. Nhưng mà có họ nói có 7 điều mà mình ăn, mình làm không đúng khi mình ăn trái cây. Ăn trái cây mà không đúng cách là sao? Nhất là ăn cho... thì là... chuối thì mình bẻ ra mình hoặc là mình lột vỏ mình ăn, dưa hấu thì mình bổ ra mình ăn, hoặc là chôm chôm thì đừng ăn vỏ, đừng ăn vỏ. Còn có những cái gì mà ăn không đúng cách là không, sao không đúng cách à, nó gọi là không phải đúng cách nhưng mà nó là những cái sai lầm à. Nhất là cho những người nào bị bệnh tiểu đường anh thì thưa quý vị, họ nói đó là chúng ta nghĩ là tất cả các loại trái cây đều giống như nhau hết, đều cũng có những cái vitamin. Nhưng mà thưa quý vị, họ nói là giữa một một cái bát trái cây dứa hoặc là blueberry thì anh Thủy nghĩ là trong hai cái đó nó có sự khác biệt gì? Thì thưa quý vị, thì tôi thấy nó chua chua, tất cả những cái gì trong cái bowl này nó đều chua hết à quý vị à. Phải không? Vâng thưa quý vị, dứa thì nó có rất là nhiều chất folate và vitamin B6. Nhưng mà blueberry là thải rất là nhiều chất fiber, chất xơ và vitamin C. Thật ra là dứa không có vitamin C anh Thủy, chỉ có vitamin B6 và cái chất folate thôi. Còn blueberry thì lại có rất là nhiều chất xơ và vitamin C cho những quý vị nào mà bị bón hoặc là thiếu vitamin C trong người. Thì thưa quý vị, hai cái số lượng nó rất là khác nhau. Thì những cái trái cây nào mà nó có chất polyphenol, tức là nó chống bị viêm đó anh, rồi còn những cái khác á, là nó có những cái chất đường nào cao nào thấp và rất là quan trọng cho những người nào mà có bệnh tiểu đường. Thì thưa quý vị, họ nói là những cái trái cây mà có màu rất là sậm đó anh, màu đen á, thì blueberry. Dạ vâng, thì nó giúp và nó ít đường hơn và nó giữ được cái lượng đường cân bằng, mà nó không có làm mình bị sugar crash cho những người nào mà bị bệnh tiểu đường. Và những cái trái cây màu nhạt như là táo chuối hoặc là dưa hấu thì nó rất là nhiều đường, ăn vào mình ăn nhiều quá mình sẽ bị béo phì hoặc là mình sẽ bị sugar crash và rất là không tốt cho tôi thấy cái chuối đó nào. Cái quả chuối mà càng chín bao nhiêu thì càng hại bấy nhiêu. Tôi ít khi ăn chuối chín, tôi ăn là chuối còn sống sống. Anh Hương không cái thích ăn chuối anh Thủy à? Chuối ngon chứ. Không thích cái mùi. Chuối đó. Rất là tốt. Potassium. Thưa quý vị, và cái thứ hai nữa, họ nói là mình ăn trái cây là mình nghĩ là không có bị mập, mình ăn không ngừng. Đúng ăn rồi. Liên tục. Nhiều người là tôi thấy quý vị phụ nữ là thích nhưng ăn mà, trái cây lắm. Dạ, họ không nói là không mà. Đúng thưa anh. Đường tại nhiều vì quá phải đường không? Quá nhiều và nếu mà mình mà trái cây nó ngọt mình cứ ăn hoài. Đúng những rồi. Cái loại nào mà tinh bột đó anh thì mình không ăn. Thì không sao, mình bớt được cân. Nhưng mà đối với trái cây á, thì quý vị ăn nhiều quá quý vị cũng có thể lên cân và lên cả đường. Thành ra USDA họ nói là người lớn á, chúng ta chỉ cần ăn 2 ly trái cây một ngày. Nhưng cái ly mà mình để trong một cái ly uống 2 ly là quá nhiều rồi. Not really, 2 ly mình ăn một buổi sáng một cái rồi tối một cái. Chứ không phải mình ăn liền một lúc 2 ly. Còn, nhưng mà nên có trái cây mỗi ngày. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi nếu mà mình cắt những trái cây nhỏ nhỏ ra đó thì mình khoảng chừng một nửa chén này,
nửa chén mỗi khẩu phần đó, và họ nói một là thay hai lần thôi. Dạ vâng, thay vì mình ăn nguyên, mình lựa một trái táo thật lớn hoặc là nguyên một trái chuối lớn thì mình lựa những trái chuối nào nhỏ hoặc là những cái trái táo nào nhỏ hơn thì nó sẽ bớt đi những cái chất ngọt trong người và đỡ béo phì. Như vậy là một ngày một chén mà chia làm hai. Dạ vâng, đúng rồi. Và họ nói là những cái sự lựa chọn của mình khi mà mình ăn trái cây đó, thì nhiều khi mình nói ô thôi hôm nay sắp sửa tới giờ cơm nhưng mình đói bụng hoặc là mình thèm cái gì ngọt đó, mình ăn mình lựa những cái gì mà những cái portion nó nhỏ hơn. Chẳng hạn như một trái táo lớn anh thì nó là tới 120 calori thì mình lựa một trái táo nhỏ thôi thì chỉ có 53 calori thôi. Thành ra họ nói chúng ta nên quan trọng nhất là đừng có ăn quá, thấy cái gì càng lớn bao nhiêu mình ăn thì không tốt, nhất là cho những quý vị nào tiểu đường. Ăn vừa phải. Vâng. Nước trái cây. Không, nước trái cây thì họ nói đó là khi mình ăn, mình uống nước trái cây đó anh, thì mình mất hết những cái chất xơ, những cái chất polyphenol, thì mình xay ra mình uống không thôi thì nó mất những cái chất tốt của trong trái cây. Họ nói tốt nhất là mình nên ăn, tại vì nó tốt hơn là mình giống xay như ra. Cam á là ăn cái bên trong cam luôn chứ đừng có vắt nước ra uống, thì vì cái cam nó có nhiều chất xơ rất là tốt. Đúng rồi. Và họ nói mình nên ăn trái cây với những cái đồ ăn khác anh. Như mình mỗi khi mình ăn cháo, mình chuối thì mình chỉ ăn chuối, ăn nho mình chỉ ăn nho. Nhưng mà anh Thủy thấy ở trong chợ Mỹ đó họ làm rất là hay. Họ bỏ nho, họ đi với lại fromage hoặc là granola hay là một cái gì khác họ nói đó. Khi mà mình ăn chuối, mình ăn chung với lại những cái món như là khác như granola hay là fromage thì rất là tốt. Tại vì nó sẽ quân bình được thứ nhất cái lượng đường và nó giúp cho chúng ta không có ăn quá nhiều, tại vì nó sẽ làm cho cái bụng mình nó no hơn là mình ăn chuối rồi ăn táo rồi ăn dưa hấu. Very interesting. Bảy cách ha. Rồi một cái nữa họ nói là chúng ta không mua trái cây organic, đó là một chuyện sai lầm rất là lớn. Họ nói là mình nên mua những cái trái cây nào mà organic, tại vì nó sẽ bớt đi những cái chất mà xịt cho sâu đó anh. Sâu á thì họ nói là chúng ta mắc hơn một tí tiền, rất là mắc hơn những cái trái cây bình thường, nhưng mà nó đáng đồng tiền lắm thưa anh, tại vì nó rất tốt cho sức khỏe của mình và tránh đi những cái chất độc hại, chất độc mà họ xịt để giết sâu đó. Thành ra chúng ta nên khi đi mua trái cây lựa những cái gì organic, mua nó mắc hơn một tí nhưng mà nó bảo đảm hơn thưa quý vị. Một cái nữa là Thanh Hư làm cái chuyện này rất là không đúng, là anh Huệ cứ cắt vỏ đi, không ăn vỏ. Táo mà không ăn vỏ thì uổng lắm. Mà Thanh Hư không thích anh à. Tức là những quý vị nào mà bị IBS, tức là bị đường ruột hay cái gì, mình ăn táo nó rất là khó tiêu. Nhưng mà mình lại mất đi những cái vỏ, cái vì cái vỏ, vâng, cái vỏ nó có rất là nhiều chất xơ, vitamin C và vitamin E. Thì họ thấy là cái vỏ đó là một cái nghiên cứu chính anh, là nó làm cho mình đỡ béo phì và nó chống được ung thư rất là nhiều. Chỉ có chôm chôm nên bỏ chôm vỏ. Chôm thì bỏ vỏ. Chỉ có dứa thì nên bỏ vỏ thôi. Vâng, và sau đây là những trái cây mà quý vị nên ăn cho những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường. Đó là nho anh Thụy. Nho mà quý vị nhớ là mình lựa những cái loại nho đen hoặc là nho nâu. Đừng có ăn cái nho xanh, tại vì nhất là cho những quý vị nào mà bị tiểu đường. Táo, berry, những cái trái cây nào mà có chất chua nhiều. Pineapple là dứa. Tốt. Rồi xoài, đu đủ. Cantaloupe. Xoài đu đủ nữa hả? Cantaloupe tiếng Việt là gì anh Hàm? Dưa. Dưa. Và apricot. Vâng thưa quý vị, bệnh tiểu đường rất là nguy hiểm, nên chúng ta nên để ý những cái trái cây chúng ta ăn, nhất là các cụ lớn tuổi. Họ nói là sáng sớm dậy đó thì chúng ta nên uống 2 ly nước trước, rồi sau đó mình nhâm nhi những cái trái cây và ăn chung với một miếng fromage hay là pretzel ra anh, thì nó sẽ đỡ những cái đường của mình lên. Anh Thụy thấy là hôm nay là mình nghĩ là mỗi ngày mình ăn trái cây, mình nghĩ không nghĩ là những cái sai lầm mà hôm nay kiếm được cái tin tức này, anh Hưng rất là thấy thú vị á anh. Cũng thú vị ghê, là tránh làm sao mình bị tiểu đường với lại ăn đúng cách, tôi thấy cũng hay. Cái gì
rõ ràng cuối cùng á, thì không phải là trái cây là mình cứ ăn vớ ăn liên tục vào nhiều là cũng là tốt phải không dạ ạ? Vâng dạ. Và nhiều quý vị mà táo mà nó cắt vỏ nó bỏ đi thì nó quá phí phạm đi. Cho nên hy vọng rằng với những tin tức này quý vị có thêm cái kiến thức về đời sống, và mỗi lần ăn trái cây lại nhớ tới Thanh Hương. Dạ. Thanh Hương nhiều lắm. Quý vị nhớ là cuối tuần này Lưu Đức Sài Gòn TV tổ chức Tết Trung Thu ở Phúc Lộc Thọ. Ngày mai rồi. Đó, ngày mai quý vị nhớ ghé đến. À, vâng. 3 giờ chiều quý vị nhé. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật là tuyệt vời. Hẹn với Thanh Hương vào kỳ tới. Cảm ơn anh. Happy Friday quý vị.